một đứa trẻ ngồi sụp xuống dưới chiếc máy bơm nước cũ rỉ sét, tranh thủ tận hưởng làn nước mát trước khi mặt trời lặn trong một ngày nắng nóng như thiêu như đốt tại thành phố Jacobabad của Pakistan. Theo một trung tâm đo lường khí tượng ở Karachi, riêng trong ngày hôm qua, nhiệt độ tăng vọt lên 50 độ C. Không chỉ hứng chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt, việc cắt điện thường xuyên gây thêm nhiều khó khăn cho sinh hoạt của khoảng 200.000 cư dân tại thành phố Jacobabad. Ông Ahmed Ali, một người dân địa phương, than phiền. Jacobabad hiện là một trong những thành phố nóng nhất thế giới, nhiệt độ lên tới 45-50 độ C mà lại không có điện. Ở nhà thật khốn khổ, vì vậy chúng tôi ra ngoài uống trà, chơi với bạn bè như một cách để giết thời gian và giảm bớt cảm giác nóng lực. Nhiều người chọn cách giải nhiệt bằng đá và nước mát mua bên đường. Rất đông người tụ tập tại các quán cà phê ngoài trời. Một số người khác tận dụng năng lượng mặt trời để lấy điện chạy quạt máy. Để chống chọi với thời tiết oi bức, thậm chí không ít người phải dội nước lên người để chống nóng. Trung bình mỗi ngày chỉ có 7 tiếng là có điện. Ông Shamir Ali, một người lao động, cho biết. Nhà của chúng tôi quá nóng nực, ở nhà rất khó ngủ. Đó là lý do tại sao chúng tôi tìm lên sân thượng để ngủ sau một ngày lao động mệt mỏi. Ở đấy có gió thổi nhẹ, làm giảm bớt cảm giác nóng nực và chúng tôi có thể ngủ một giấc ngon lành. Còn tại Karachi, mức nhiệt cao khiến nhiều người phải nhập viện. Chỉ trong một buổi sáng, các cơ sở y tế đã phải tiếp nhận điều trị và truyền nước cho khoảng 300 bệnh nhân với các triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa và sốt vì nắng nóng quá mức. Dự kiến, người dân ở Jacobabad sẽ phải đối phó với cái nóng ít nhất 2 tuần nữa. Bộ Biến đổi Khí hậu Pakistan cũng vừa đưa ra cảnh báo khoảng 26 địa phương tại quốc gia này sẽ vẫn tiếp tục hứng chịu những ngày nắng nóng kéo dài đến hết ngày 30 tháng 5 tới. Cũng theo bộ này, đợt nắng nóng thứ hai dự kiến sẽ tấn công nhiều vùng trên cả nước Pakistan từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 6 và đợt thứ ba vào tuần cuối cùng của tháng 6.